sẽ chỉ truyền tải đến cho các bạn là một cặp trận thi đấu tứ kết và một cặp trận thi đấu bán kết mà thôi. Bởi vì rất xin lỗi anh em, đó là lượng nhân sự khá là mỏng. Còn nếu không thì bọn mình cũng rất muốn cover tất cả các trận thi đấu được diễn ra buổi sáng ngày hôm nay. Còn với buổi chiều thì chúng ta sẽ tìm ra được xem ai sẽ là người đại diện cho khu miền Bắc đối đầu với cả nhìn cậu thật đẳng cấp tại khu miền Nam. Với ngày thi đấu chung kết toàn quốc sẽ là ngày 23 tháng 12, đồng nghĩa việc đó chính là thứ 7 tuần sau. Ta nên nhớ rằng đây sẽ là một trong giải đấu tôi đánh giá là lớn nhất trong năm nay của The Game Set 2 đến tại Việt Nam rồi, với một cái tổng giá trị thưởng lên đến 100 triệu đồng. Rất cảm ơn Thế Giới Di Động, Acer Predator cùng với đó là NVDA đã tài trợ giải đấu chúng ta. Hiện tại thì phía bên này Beautiful Genji đang muốn đánh lên cùng Bobsite A với một Smoke Jungle và một Smoke Stair được trả ra đến từ bộ đôi đang ở ram. Đây, đây là cách bạn nên đánh lên Bobsite A này, chứ không phải đúng nhiều lâu trước đó được sử dụng đến từ Sinfert. Đây, tôi thấy rằng ngay lập tức đem về cho mình hai cái mồm đấy em cùng đó mấy tấm trời. Và CT còn đó là một khẩu USB, nhưng một khẩu USB lại không hề có giảm thanh. Và Axie đã bị khóa chân lại rồi, và đó double kill dành cho mấy tập trời. Beautiful Country họ đã có cho mình quá nhiều lợi thế. Richard 1 đấu 4 và khẩu Richard gần như sẽ là con số 0 mà thôi. Round thi đấu Piston mà mấy tập trời cùng với MM đã là những tuyển thủ làm hết đến từ Beautiful Country. Một ông làm 3, một ông làm đôi, rất gọn gàng. Đấy, ngay lập tức họ khởi đầu xuất sắc hơn rất là nhiều. 1-0 dành cho đội hình của Beautiful Country rồi. Và có vẻ như ở trên HUD của chúng ta đang có một lỗi hiển thị sai thì phải. Đây, bây giờ với chuẩn xác này, 1-0 dành cho đội hình bên phía Beautiful Country. Và với việc để thua tại round thi đấu vừa rồi thì đội hình bên phía Hero 5 bọn họ cũng rất cục nha. Không hề eco mà sẽ là một tình huống chơi bằng những khẩu DE. Và đây, vác DE ra mid, chưa có mạng nào dành cho Axie cả, phải lùi về thôi. Đây sẽ là một tình huống chiếm mid đông người đến từ đội hình của Beautiful Country. Axie đã có cho mình cái đầu tiên. MM là người phải nằm xuống, lợi thế hơn người đã có dành cho đội hình của bên phía hai vương phải. Đẩy ram luôn đi. Tiếp tiếp là những tình huống bắn tương đối là thiếu chuẩn xác đến từ cả hai pl bên phía cả hai vương phải lẫn Beautiful Country. Axie có double kill và PFF cũng lên tiếng với mạng hạ gục của Sin, và bây giờ là 4v2. Đây là một round thi đấu để thua đến từ đội hình của Beautiful Country khi mà đội những viên đè quá chuẩn xác. Tại sao lại cosplay G2 ở trong 5 tháng trước một cách sớm như vậy? Hả anh Phi, hả anh Huy ơi? Không thể tin được đội hình bên phía team Hyperfy lại có cho mình một chút cái câu chuyện nó để mất đi cơ hội. Rất là nhanh bởi vì Cường Trì Hyperfy đã chiến thắng bằng những khẩu Deagle, bằng những khẩu súng lục. Không thể tin được. Vừa mới khen mới tập chơi với cả MM được đúng một round thi đấu, thì round thi đấu sau những thủ này gần như là không thể làm gì được đến từ bên phía team Beautiful Country. Và Hyperfy là người đem về trong chiến thắng. Tỷ số 1 đều. Thắng Piston round, thua second round sẽ là một trong những cái kịch bản vô cùng tệ. Luôn luôn là như vậy. Rồi, mất thêm một người, đó là vị trí mới tập chơi. Và bây giờ sẽ là một round thi đấu 5v3. Thua một round thi đấu Frostbite thì bắt buộc đội hình bên phía Beautiful Country bọn họ cũng phải Frostbite ngược trở lại thôi. Round thi đấu này để thua rồi. Pikali có đồi, cũng đã phát hiện ra được hai người cuối cùng, đó là vị trí anh Huy cũng như anh Sin ở trên khu vực đó là lầu B. Và đây sẽ là một round thi đấu tương đối là dễ dàng cho đội hình của bên phía Hyperfire. Anh Huy có cho mình một mạng thật đầy, tuy nhiên đó sẽ là những tình huống đổi chắc, không mấy có lợi dành cho đội hình của bên phía T-side. Ở đây rồi, 2-1 dành cho đội hình của bên phía Hyperfire, và rất có thể sẽ là 3-1 khi vào round thi đấu tiếp theo. Phải eco đến từ đội hình của Beautiful Country. Liệu rằng đây có phải là một cái câu chuyện đánh về mặt tâm lý đến từ đội hình bên phía team Beautiful Country hay không đây? Bởi vì tôi nghĩ rằng với bản thân anh Huy và các tuyển thủ trong đội hình bên phía team Hyperfire đã có thể tạo nên áp lực dành Beautiful Country, thì anh Huy là một người khá là hay xúc động. Thật, anh Huy là một người hay xúc động. Em hiểu. Có thể sau khi để thua cho mình round thi đấu vừa rồi, nó sẽ là một chút cái tinh thần bị đi xuống một xíu đấy, đến từ cho anh Huy AK cùng với những vị trí như là anh Darklock hay là kể cả là anh Phi nữa. Và thời điểm hiện tại thì có lẽ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bên phía team Hyperfy đem về cho mình tỷ số là 3-1 mà thôi. Lội ngược dòng sau khi có cho mình round thi đấu Frostbite là thành công. Bên kia thì không thể nào anti eco được. Đến lần này thì anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ khó rất là nhiều. Đây không còn là những khẩu súng lục Deagle có giáp trên người nữa, mà nó chỉ là P250 hay là Tech9 thôi. Không giáp, hy vọng khó khăn hơn.
middle thì nó gần như là quá thoải mái, nhưng mà thật sự bên phía Hyperfire cũng muốn ăn chắc mặc bền, cũng không có lý do gì để đẩy ra khu middle, đẩy lên top mid ở trong pha thi đấu này cả. Đơn giản là một bắn default của ông sai A và ông sẽ đều chắc chắn nhất có thể. Đây, 3A, không một vết xước đến từ PMS cùng Su và Pikali. 3-1 đơn giản là cho đội hình bên phía Hyperfire thôi, tuy nhiên bọn họ sẽ phải gặp thử thách tại round thi đấu này. Full buy được đến từ đội hình bên phía Beautiful Country. Ở đây cũng sẽ là một kỳ round vô cùng quan trọng dành cho đội hình của bên phía T-Side. Nếu bọn họ để thua thì rất có thể là thi đấu first half sẽ trôi tuột vào tay các player bên phía của Hyperfire thôi. 5 khẩu AK vẫn là một cái câu chuyện mà những đến từ chứ có anh chẳng ăn gì. Pikali tiếp tục hướng về, đó là 1v2. Nhưng liệu rằng với mình tên Pikali có kit trên người, có thêm cả smoke và lửa nữa thì chừng đó đủ hay chưa đây? Pikali đang là tuyển thủ bắn tốt nhất đến từ bên phía team Hyperfire. Bấy 7 mạng gục và chỉ có một lần bị nằm xuống mà thôi. Đối phương đang móc về ram, vẫn chưa có tình huống nào kề ngược lại đến từ đội hình bên phía team Build to Country. Họ đoán rằng kẻ địch có thể ở city hoặc ở khu vực đâu đó tại jungle và khu vực connector, chứ không phải là ở ram ở trong pha thiếu này. Một quả bom default đến từ đội hình của Beautiful Country. Và để xem nào, một góc móc máy đang là đẹp đến từ đội hình. Đội muốn làm thì cũng phải làm nhanh hơn. Pikali đã có một mạng rồi, tuy nhiên mới tập chơi đang đứng cho mình một góc thi đấu đó là quá kín. Và đó là thi đấu chiến thắng thứ hai gọi tên đội hình của Beautiful Country. Không thể clutch được đến từ vị trí bên trang Pikali. Rất bình tĩnh đến từ mới tập chơi thôi. Và cuối cùng thì Beautiful Country cũng đã có trong round thắng thứ hai sau khi kết thúc cho mình 3 round thi đấu. Mà cái sai lầm của họ là không thể anti fog buy được đến tình hình bên phía team Hyperfire, đúng không em? Chính xác. Khoảng cách bây giờ chỉ còn đó là một mà thôi. Và anh nghĩ rằng với map thi đấu Mirage này thì nó cũng không phải là con số 2 giữ nguyên từ bây giờ đến hết trận đấu đâu. Nó sẽ là nhiều con số khác, có thể là con số 7, số 8 nữa ở trong khoảng thời gian tương lai. Mong rằng điều đó có thể xảy ra để dẫn chúng ta đến cả map thiếu thứ. Chứ còn ở trong buổi sáng hôm nay thì đây có thể được đánh giá là một trong trận thi đấu tứ kết gần như là muộn nhất rồi. Bởi vì những trận thi đấu trước đó thì cũng đã kết thúc luôn. Đúng rồi. Cái CC First đối đầu với các thành viên bên phía team EZ Esports thì anh được nhận thông tin đó là map thiếu thứ hai tỷ số là 13-0. Ui. Vâng. Round thi đấu thứ 6, Hyperfire đối đầu với Beautiful Country. 3-2 là tỷ số ở thời điểm hiện tại, đang nghiêng về một chút lợi thế về Hyperfire. Round thi đấu này lại là một round thi đấu quyết định lên A nữa đến từ anh Huy cùng với những người đồng đội của mình. Để xem nào, đội hình của bên phía team Hyperfire bọn họ chống đỡ như thế nào đây. Su và Richard đều có mạng, PMF cũng có mạng của MM. Và bỗng chốc tình thế đưa về đó là 4v2 có lợi hơn dành cho đội hình bên phía Hyperfire. Và bây giờ anh Huy cũng như anh Sên đã bị khóa chặt lại trong khu vực đó là bom sai A rồi. Kỳ kịp đổi một thôi. Rất tự tin đúng ra pick người. Và đội hình bên phía Hyperfire sẵn sàng đổi mạng lấy mạng luôn ở trong tình huống như vậy. Họ quá tự tin vào khả năng bắn nhau của mình với các thành viên bên phía team Beautiful Country. Và bây giờ thì hãy cùng xem nào, huyền thoại Huy AK Legend Huy AK sẽ xử lý một tiếng 1v3 như thế nào đây. Anh Huy cũng đang là một trong những cái tên bắn xuất sắc nhất đến từ đội hình bên phía team Beautiful Country. Khi mà xin thỏ ở trận tiếng này vẫn chưa có mình bất cứ mạng cục mở bát nào cả. Một tiếng xử lý 1v3 không phải là đơn giản đến từ chiếc Huy AK. Trong khi đó CitySide vẫn còn Richard với khẩu ốp của mình. Bây giờ Richard sẽ lộ con đường ra. Ôi đây rồi. Anh Huyền cẩn thận đưa về một tiếng headshot nữa cơ, nhưng có lửa nhồi vào. Và Huy đã mất cho mình đến tận hơn nửa cây máu 13 mới còn lại. Nhưng đó double kill Huy AK. Bây giờ anh Huy AK sẽ đối đầu Pikali. Một khẩu AK nhưng chỉ là 13 HP mà thôi. Phía bên kia thì lại đang một lần nữa đi móc ngược về khu gram. Và liệu rằng anh Huy có đoán ra không đây? Đây đã lần thứ hai Pikali làm điều này rồi. Anh Huy vẫn chưa thống kê lại. Và đối phương đi vào. Đó là clutch thành công đến Huy AK. Legend Skyred Huy AK. 1v3 chỉ mồm mà. Nào, ai dám nói anh Huy của tôi đã già nào. Quá ghê gớm. Trong một tuyển thủ sinh năm 1000
900 đầu cũng xa xa gần 89 và cũng 90 đấy, nhưng mà đó là legend, đó là huyền thoại cả một vẹn bà đó các bạn ạ. Thật sự là lâu rồi trong tình huống bắn nó cảm xúc như vậy đến từ Iaka, và trong tình huống đó chắc chắn tình huống về sau đó là một tình huống ăn mừng nên nhân vật mới bất động như vậy. Ba đều dành cho đội hình bên phía Beautiful Country rồi. Một tình huống tỏa sáng quá kinh khủng đến từ anh Iaka. Round thi đấu này là một round thi đấu force buy đến từ đội hình của bên phía team đó là Hyperfire mà thôi. Vị trí của Azzy đã bị vị trí của anh chàng Alap bắt được. Lợi thế hơn người đã có dành cho đội hình của bên phía Beautiful Country. Và đây rất có thể sẽ là một round thi đấu để thua đến từ đội hình bên phía Hyperfire, khi mà lượng hỏa lực của bọn họ là quá chênh lệch. Đây sẽ là cơ hội để vươn lên dẫn trước dành cho đội hình của bên phía Beautiful Country. Chính xác thôi, khi mà trong tiếng vừa rồi Instagram mang tên Tiaka1989 bắn quá ghê với ba cái mặt đúng không em? Một tiếng clutch với cái lượng máu nó thật sự là không tưởng đấy. Còn bây giờ thì không nên để thua khẩu Deagle này nữa, nhưng mà Richard bắn tay to quá. Nhưng mà đến bây giờ Richard đã bị shut down rồi và chỉ còn nó PMS tại khu City. Lại một lần nữa Piccoli sẽ là người đi móc, nhưng không còn là móc về khu vực đó chính là Tira, mà lại móc ngược ra middle và di chuyển lên từ khu connector cơ. Tiếp tục là Deagle vào mặt. Tôi thấy rằng ở trong round thi đấu mà như thế này, nếu không đứng một góc thi đấu cẩn thận thì có khi sẽ bị đối phương vả mồm ngay lập tức với những viên đạn Deagle có dấu hiệu là pre-fire. Đấy, và thấy rằng những tiếng pre-fire nó rất chính xác. Nếu đúng các thành viên bên phía team ở góc thi đấu đó thì có khi họ sẽ gặp khó. Nhưng pha này đã khéo léo hơn rất là nhiều rồi. Team Thỏ và mới tập chơi sẽ cố gắng để cho team Beautiful Country có trong một round thi đấu thứ tư mà thôi. Rất cẩn thận để cho mới tập chơi ra bắn nhau trước, bởi vì đã là người lộ trước và Xin Thỏ cứ thế trốn đằng sau lưng. Nếu mới tập chơi nằm xuống thì Xin Thỏ mới xuất hiện. Lúc đó thì kẻ địch không thể nào đoán ra được có tận hai người trên khu lầu A đúng không? 4-3 rồi. Lần đầu tiên chúng thấy đội hình bên phía team Beautiful Country dẫn trước ở trong round thiếu full bài. Chứ còn ở round thiếu Piston thì nó vẫn là câu chuyện là kiểu 50-50 ấy nhở. Dẫn trước cái thì ngay tức round thiếu sau sẽ bị comeback ngay tức thôi. Còn bây giờ thì câu chuyện nó sẽ rất khác. Lần này thì sẽ chỉ còn đó là khẩu Eagle. Một lần nữa đội hình bên phía team Hyperfire Eagle trên tay. Nhưng sẽ có thêm cả giáp. Có những quả smoke ở khu vực Tibet này là một tình huống ném smoke lỗi. Đây là một quả. Chính xác là như thế. Đây là một quả smoke jungle lỗi. Và bây giờ lại quyết định đó là đi đẩy đến từ đội hình bên phía Hyperfire. Vị trí của Azzy đang có một tình huống đẩy tương đối là đẹp. Bây giờ ăn nết, không mất máu nào cả, vẫn lùi về được đến từ vị trí của Azzy. Chỉ là một round đấu hấp bài đến từ đội hình bên phía đó là Hyperfire mà thôi. Tuy nhiên không thể coi thường khẩu DE trong tay của các player bên phía Hyperfire được. Đó là một đội trong những đội tuyển bắn DE rất tởm. Và bây giờ vừa nói xong, Piccoli có cho mình cái đầu của Sin. Và đây Azzy với những viên DE trượt như thế này thì Alap là người có cho mình cái mạng của Azzy rồi. 4v4 vẫn là rất nhiều lợi thế dành cho đội hình của Beautiful Country khi mà bọn họ quá chênh lệch về mặt hỏa lực. Để xem nào, quả C4 đang hầu ở khu vực lầu B. Rất có thể đây sẽ là tình huống đánh B đến từ đội hình của bên phía đó là Beautiful Country mà thôi. Và tôi muốn cập nhật cho anh em một chút, đó là sau tiếng clap vừa rồi 1v3 đến thành Huyaka thì đội hình Hyperfire đã có một vài tình huống đập bàn. Vâng, một tình huống 1v3 mà anh nghĩ rằng đến bản thân Hyperfire cũng nghĩ rằng mình có thể để thua được ở trong pha thiếu đó. Còn bây giờ thì ôi, Deagle bắn trượt là hơi nhiều. Nhưng Richard lại có cho mình mạ gục đến từ vị trí của Alap. Mới tập chơi sau đó cũng đổi được bột mà thôi. Đội hình bên phía team Hyperfire với khẩu Deagle trên tay vẫn là một cái gì đó. Họ cầu máu rất khó chịu. Và bây giờ thì đã phải nằm xuống đến từ Piccoli, nhưng tiếp tục là bị yếu máu. Nhưng lần này không còn mạ gục nữa đến từ PMS. Su làm gì nữa đây? Hai rồi. Đều đã rất yếu và bây giờ thì ôi, bởi vì khoảng tham minh đã gần như là quá cận kề. Beautiful Country phải hạ quả C4 xuống, nhưng không ai kê cho người đặt quả C4 cả. Hai ông anh tự block tầm nhìn của nhau và hai anh cũng chết luôn trong pha thế vừa rồi. Rất đáng tiếc là đội hình bên phía team Beautiful Country đã để thua trong round thi đấu, đem về trong lợi thế về người. Nhưng khoảng tham minh họ xuống bom CV lại gần như quá sát với tình huống chuẩn bị kết thúc luôn map thi đấu, round thi đấu thì đúng hơn. Thật sự đáng tiếc đến từ đội hình bên phía team Beautiful Country. Và lại là một thế đưa về cân bằng, mà chưa kể round thiếu vừa rồi là một key round nữa cơ. Lại để thua những tình huống hấp bài đến từ đội hình của Beautiful Country. Và bây giờ cái giá phải trả là rất đắt. Round thi đấu này là một round thi đấu phải force buy rồi. Không, chính xác là bọn họ gần như là eco trong round thi đấu này.
Atzi có cho mình double kill ở khu vực Pito. Và gần như là hết dành cho đội hình của bên phía team đó là Beautiful Country. VK có cho mình cái đầu của Richard thật đấy. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một những tình huống đổi chắc lỗ dành cho đội hình của bên phía team Beautiful Country mà thôi. Lợi thế về người thì vẫn luôn được đảm bảo dành cho đội hình bên phía hai bên phải. 3v1. Mà với pha này lại phải là anh Huy ạ. Nhưng lần này sẽ khó hơn rất là nhiều. Nó không còn làm khẩu AK nữa rồi. Nó chỉ làm khẩu Tech 9 đến từ chính Huy AK. Lượng máu thì đầy đủ hơn so với pha tiếu trước đó thật đấy. Nhưng mà Tech 9 như thế này thì làm gì nữa đây? Đổi từ Tech 9 sang cho mình khẩu Deagle. Mà liệu rằng có phải là anh Huy DE hay không nữa? Chúng ta phải chờ đợi xem. Tham mình vẫn còn đó 40 giây. Và không đang có bất cứ ai kê bom xe ha đến từ bên hai bên phải cả. Họ chỉ có duyết một người đang ở trên khu vực đó chính là Ram mà thôi. Ốp đã được trên tay anh Huy AK, một tiếng húng lút ốp cực kỳ nhanh chóng. Và Pikali đã bỏ qua khoảng thăm minh đó, bỏ về B sẽ rất hợp lý đây. Khi Akzi là một thủ đang vô cùng yếu máu, nhưng đây là của Walker, anh Huy lộ tấm lưng ra. Đối phương chủ động pre-fire bây giờ đi, thôi xong khó rồi. Không thể làm được đến từ chiếc anh Huy AK và đó là 5-4 thuộc về Hyperfy. 5-4 cho Hyperfy. Chúng ta hãy cùng nhau đến với round thi đấu tiếp theo nào. Round thi đấu này vẫn là một round thi đấu hấp bài tiếp đến từ đội hình bên phía Beautiful Country, khi mà lượng tiền của bọn họ là không đủ đầy để cho những tình huống full buy. Và để xem khi mà những player như kiểu Sintor hay là vị trí của Alap có trong tay những khẩu DE, những khẩu Tech 9 này thì bọn họ sẽ thể hiện ra sao đây. Rớt B rồi. Rất có thể sẽ là một tình huống rớt B đến từ đội hình của bên phía Hyperfy, chính xác là Beautiful Country. Xếp B đánh chậm. Bởi vì tham minh ban đầu sẽ tham minh trả đồ đến từ Hyperfy. Thật ra là lối bắn default về phía City lúc nào thế mà thôi. Và đây rồi, đây sẽ là một thời điểm vàng khi mà quả ném lên đó là một quả smoke chứ không còn bất cứ quả nết hay quả lửa nào nữa. Nhưng bây giờ Pikali đang bỏ người, Pikali đổi được một Pikali ơi, quá đông người và không thể có cho mình mạng cục thứ hai. Nhưng có thêm một quả lửa nữa ở trong bom sai và đội hình bên phía team Beautiful Country vẫn chưa thể nào hạ được quả C4 xuống. Họ vẫn đang cố gắng pick người nhưng pick không thành công đến từ anh Phi. Su có cho mình hai mạng và đây có phải là mạng thứ 10 gục thứ ba không? Vẫn không có mạng gục thứ ba. Nhưng lợi thế đã là quá lớn đến từ bên phía team Hyperfy. Chỉ có nó là anh Huy Ạc thêm lần nữa, lại là anh Huy Ạc ạ. Không thể làm gì được hơn. 6-5, 6-4 đội hình bên phía team Hyperfy. Beautiful Country vẫn phải cố gắng thêm cho mình hai round thi đấu nữa. Và nếu lên cho mình 5 mà lên 6 nữa, anh nghĩ rằng sẽ là một cái kết thúc đẹp nhất của lượt thiếu phớt hát. Rất nhiều tình huống ta thấy rằng anh Huy phải xử lý cuối cùng. Đúng vậy. Nhưng toàn chỉ là có những một lần. Một vs 3. Một lần anh Huy làm được ở trong số đó thôi. Chứ còn những lần sau thì gần như sẽ là quá khó khăn. Đó, thi đấu thứ 11, đội hình của Beautiful Country bọn họ đã có thể full bài trở lại rồi. Và round thi đấu này thì sẽ có ốp trên tay của vị trí Sintor. Liệu rằng khổ ốp bên phía T-side vào thi đấu Mirage này có thể chống chọi lại với đội hình của bên phía Hyperfy hay không đây? Vị trí của Richard thì cũng có ốp luôn và đây sẽ là một tình huống đẩy mid đến từ đội hình của bên phía Hyperfy. Ôi, em xin kê cho anh Huy. Nhưng xin chưa vào thế kê, kẻ địch đã giạt lên bắn xin trước cả anh Huy. Và đây là một map thi đấu mà Sintor đang vô cùng chốc nha. Sintor đã là 1-9 rồi. Và trong round thiếu vừa rồi là một tình huống Sintor được cầm ốp một trong khẩu súng quý giá nhất. Mà định đem đến sự đột biến thì chưa kịp làm điều đó, đội hình bên Hyperfy đã quyết định nó chín mít đồ rất là sớm. Họ buff flash lên, họ ném ngược đồ ra và sau đó thì anh Huy và kể cả Sintor vẫn chưa phải là vào một thế để kê cho nhau trong pha điều đó. Sintor mà nằm xuống trước thì anh Huy lấy cái gì ra mà chống đỡ? Lúc đấy em nhớ là vị trí của Sintor vẫn đang cầm đồ. Vừa nhảy, vừa định ném cái gì đó. Chưa cả vào một tình huống gọi là yên ấm chỗ để chuẩn bị kéo ốp ra, kê đã nằm xuống rồi. Thật sự là quá khó khăn. Và bây giờ thì hãy cùng xem nào, liệu rằng tình xét vào xe này có phải là một round tiêu thắng tiếp theo đến từ Beautiful Country hay không. Đây đây rồi, đẩy lầu đã không thành công đến từ Axi. Cơ hội đã mở ra, cái lợi thế về người đang nghiêng về cho bên phía team Beautiful Country. Hyperfy đang bách người về dần dần nhưng dưới cục chân lầu còn đó là vị trí của nhạc Su. Hãy cùng xem với Su sẽ đổi mấy đây. Có lửa nhồi ra, Su đang cháy. Su cháy gần như là chết luôn trong pha thiếu này. Giạt ra thì đã bị phi chóng gọn và sau đó tiếp tục anh Huy giạt ra bắn vào một vị trí Richard. Mới tập trời đã có những cái đầu anh chàng Pikali và chỉ còn đó với chiếc của PMS tại cuộc City. Một đấu ba sờ mốc tan đi và chết kill là hoàn hảo dành cho anh Huy Ạc. Đó là tỷ số 7-5. Một lượt thi đấu first half được coi là thành công đến từ đội hình của bên phía team. Đó là Beautiful Country và xin chúng ta thỏ. Vừa nhìn thấy đó là vị trí của Sintor. Sintor tín thật, một mạng duy nhất và đó cũng là một mạng gục headshot.
một mạng và 100% tỷ lệ shot đến từ vị trí xin thỏ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến luôn với Piston Round từ chiều second half. Hyper Five bọn họ sẽ được thi đấu bên phía T-Side, một side thi đấu sở trường của bọn họ. Còn đối với Beautiful Country, bọn họ sẽ thi đấu bên phía City. Và đây sẽ là round thi đấu Piston mà đội hình bên phía Hyper Five sẽ quyết định, đó là Lena. Rất đông người của đội hình bên phía Hyper Five đã tràn vào khu bom sai A rồi. Và để xem nào, Richard là người đi đầu, liên tiếp là những quả flash rất trắng, phải buộc các player bên phía Beautiful Country phải lùi về. Quả C4 đang được VMF hạ xuống và đây sẽ là một tình huống 3-tech 5v5. Vâng, hạ C4 xuống từ khoảng thăm minh rất sớm đến từ Hyperfire. Và sau đó họ đang có một góc bot lane cực kỳ lổ nát nha. Nhưng vừa nói xong xin thỏ ở đây rồi, đã lên tiếng. Khẩu USB cho xin thỏ có một mồm nhưng sau đó thì Huyạc lại phải nằm xuống. Có sức mốc nổi ra nhưng pha này ôi đối phương bắn toàn là mặt mà thôi. Em cùng với đó với chính xin thỏ sẽ những player cuối cùng mà không thể làm gì được với đội hình bên phía team Hyperfire. Vâng, Rick Chark rồi những cái tên như PMS, họ bắn Glock toàn là mồm đội hình bên phía team Beautiful Country. Mặc dù đã có quả smoke trả vào rồi nhưng mà gần như tình huống có thể ngồi xuống gỡ đi cái quả C4 đó cũng không thể có đến từ bên phía team Beautiful Country nữa cơ. Hyperfire đã tóm gọn một chiến thắng Piston Round thứ hai dành cho mình. Còn bây giờ thì với đội hình Beautiful Country họ bắt buộc phải eco. Eco stack cho mình 3A, có thêm khẩu Deagle không giáp, một vài khẩu PA50. Em cùng với anh Phi thì lại là hai khẩu USP. Nhưng mà anh nghĩ rằng pha này thì cũng chỉ là một tình huống câu thêm tham minh thôi, chứ còn chiến thắng về ai đã biết được rồi. Richard sẽ hạ quả bom C4 xuống của bom C A. Bom C A chỉ còn lại duy nhất một mình anh Huy ở khu vực đó là City thôi. Bây giờ 4 các... City luôn. Bây giờ các người đồng đội thì mới phải cứu 4 City. Phải kịp back lại. Chả còn con đường nào để đi cả. Vâng, một góc thi đấu rất là hẹp thôi nhưng Richard vẫn vào một xin tỏ. Và bây giờ thì đó là cuộc tàn sát đến từ bên phía team Hyperfire. Hot Echo cũng gọn gàng đấy. Chả có ai phải nằm xuống cả. 9 năm rồi. Bây giờ thử thách phải đến với đội hình của Beautiful Country. Chính xác là Hyperfire đây, khi mà đội hình của bên phía Beautiful Country bọn họ đã có thể full buy trở lại. 5 khẩu M4 được lên. Để xem nào, đội hình bên phía Beautiful Country bọn họ sẽ để Su là người có cho mình một khẩu Mark 10. Liệu rằng đây có phải một bài đánh nhanh đến từ đội hình của bên phía Hyperfire không đây? Và đi cả 3 player đến từ đội hình của bên phía team đó là Hyperfire. Và đây sẽ là một tình huống Sleepy đến từ đội hình của bên phía team Hyperfire. AZ đã có cho mình cái mạng của Alap rồi và chỉ còn lại một mình em bị cô lập tại khu vực bom sai B. Em kịp đổi một trước khi nằm xuống. Tuy nhiên bây giờ là vị trí của Huy AK chết chạy. Khó nhở, Su bắn một khẩu Mark 10 nhưng một khẩu rifle bắn toàn những viên đạn đầu tiên vào mồm cơ. Và sau đó chỉ cần với một khẩu Mark 10 thôi, Su cũng có cho mình hai mạng gục và sau đó chiến thắng gọi tên Hyperfire. Đây là một round thiếu kỳ nào bắt buộc đội hình Beautiful Country họ phải đem về cho mình cơ hội, nhưng không có bất cứ cơ hội nào cả. Chỉ có một round thiếu tiếp tục để thua mà thôi. Và Hyperfire đang dẫn trước tỷ số là 10-5. Khoảng cách 5 round thiếu quá rõ ràng đến từ Hyperfire dành cho bên phía team Beautiful Country. Thua cái key round vừa rồi thì lại quay trở về với những khẩu P50, những khẩu Deagle và USB. Biết đối phương yếu súng và bây giờ sẽ là một bài đánh A nhanh đến từ đội hình của bên phía team đó là Hyperfire. Mới tập chơi có cho mình mạng của Richard thật đấy, tuy nhiên Su cũng như Pikali có mạng rất nhanh rồi. Của Alap cũng có cho mình cái mạng của Pikali, tuy nhiên thì cũng nằm xuống ngay lập tức với họng súng trước họng súng của PMF. Và bây giờ chỉ còn lại MM cũng như xin tỏ rất bó cẩn. Ta thấy rằng một tiếng tanh từ Ram lên, đã có một người chết tại khu chân lầu rồi, nhưng người thứ hai di chuyển ra khỏi khu vực pallet cũng check lại chân lầu thêm lần nữa. Họ đoán rằng đối phương có thể stack đến tận hai người tại chân lầu. Đấy, và cuối cùng ta thấy rằng với tiếng stack người như vậy thì cũng không thể cứu được thêm bên phía team Beautiful Country được. Hết rồi. Em đang cố gắng di chuyển ra nhưng đối phương đã nhìn ra và đó là mạng cuối cùng đến từ Su. 11 năm dành bên phía team Hyperfire. Đang quá áp đảo dành cho Hyperfire kể từ khi mà bọn họ sang bên phía đó là T-Side. Một đội tuyển hiếm hoi mà mạnh, rất mạnh ở bên phía T-Side, đó là đội hình bên phía Hyperfire. Cứ mỗi khi mà sang bên phía T-Side thì gần như là các player bên phía team Hyperfire bọn họ hóa rồng hóa hổ. Tình huống entry fracker của player như kiểu Su hay là vị trí của Richard thì tỏ ra vô cùng hiệu quả.
kỳ round vô cùng quan trọng nữa đến từ đội hình của Beauty Quan Trì. Vào trận đấu này thì MM đã mở bát với cái bảng hạ gục với thổ ốp trước PMF rồi, và đây là một tình huống đi tăng vào khu vực B short. Pikali có cho mình cái mạng của Arab, tuy nhiên lại một viên ốp chính xác nữa vị trí MM 2v3. Vừa nói xong thì vị trí của Pikali có cho mình mạng của mới tập trời, tuy nhiên Pikali cũng bị bắt bởi anh Huy rồi. 1v2 vẫn còn có thể làm được đến từ vị trí của Azzi. Vị trí của Azzi đã bị lộ hay chưa đây, và đây ô không, cứ tưởng là đó là một tình huống transfer spray hoàn hảo đến từ vị trí của Azzi, tuy nhiên thì đó vẫn là chiến thắng dành cho đội hình bên phía Beautiful Country với một tình huống tỏa sáng đến từ vị trí của MM với double kill với khẩu AWP. Điều quan trọng nhất là tình huống bắn USP dành cho Xin Thỏ cơ. Đúng vậy. Và anh mong rằng sau tình huống bắn đó thì Xin Thỏ bắt đầu dấu hiệu comeback dành đội hình bên phía team Beautiful Country. Bây giờ thì họ đang rất cần sự lên tiếng với Xin Thỏ rồi. Lẽ ra Xin Thỏ phải là một trong tuyển thủ phải bắn cháy nhất, bùng nổ nhất tại map từ Mirage này. Nhưng mà có vẻ như với những round đầu tiên bị đối phương hành là lên bờ xuống ruộng, cho nên Xin Thỏ vẫn chưa thể vào cuồng được. Với đội hình bên phía team Beautiful Country thì anh nghĩ rằng ở trong một round theo bắt buộc không được để thua nữa. Thì Xin Thỏ bắn sẽ rất là khác. Rất nhiều đồ trả ra đến từ cả hai bên. Và tầm nhìn gần như là con số 0 dành cả đội hình bên phía team 2x5, cùng với đó là Beautiful Country. Sở hốc chuẩn ta đi và anh Huy đây rồi, bắt tham minh nhưng người có mạng lại là em cơ. Anh Huy chỉ đơn giản là bị đổi mạng mà thôi. Vẫn sẽ là câu chuyện 4v4, nhưng nếu mà điều này xảy ra thì đội hình bên phía team 2x5 họ rất vui. Bởi vì họ sẽ chiếm được cụ jungle, connector cùng với đó là Bishop dễ dàng. Alap đổi được một chiếc nóng xuống và anh em tiếp tục có cho mình thêm mạng cục thứ hai. Tiếp tục lợi thế hơn người, và đội hình bên phía team Beautiful Country cần phải tận dụng tốt cho mình cơ hội này. Nhất là khi bom CB đẩy được ra khả của Middle. Middle đã trống nhưng đối phương lại bắt đầu quanh về khu vực đó ram. Tiếng đã lộ ra rồi và chắc chắn sẽ được nghe ra đến từ vị trí Xin Thỏ. Nào hãy cùng xem em Xin Thỏ những đồng đội sẽ tách về khu bom CB như thế nào đây. Với góc đúng của em. Đây sẽ là một góc thi đấu có cho mình ít nhất một mạng gục đây. Vẫn cẩn thận búp ra một quả flash, một quả flash rất trắng. Em vẫn đang mù, những quả số 4 đã rơi trước mắt rồi. Phán đoán sai lầm. Ui. Nhưng sau đó Su vẫn kịp thời vào mồm đi em. 30 giây còn lại đã có C4 trên người. Và Hyperfire sẽ có một dấu hiệu về cục bóng CA mà thôi. Bởi vì bây giờ họ không thể kịp về B được nữa. Về A sẽ có đó là góc đứng đến từ mới tập trời. Đáng có một góc đứng đẹp ở khu vực lầu đến từ vị trí anh chàng mới tập trời. Và bây giờ chỉ cần đối phương đặt cho mình quả C4 xuống thì mới tập trời sẽ giặt ra. Liệu rằng đội hình của bên phía Hyperfire bọn họ có đoán ra được vị trí của anh chàng mới tập trời hay không đây. Đó là một mạng dành cho vị trí anh chàng mới tập trời, và bây giờ Su phải clutch rồi. 1v2 đến từ Su, không làm được đến từ Su, và đó là round thi đấu chiến thắng thứ 7. Gọi tên đội hình của Beautiful Country. Cuối cùng thì đội hình bên phía team Beautiful Country đã quay trở lại với lượt thi đấu tại Cityside. Khi mà những tình huống đẩy rất chuẩn tham minh cùng với đó chết kill cũng cực kỳ là hợp lý cho đội tuyển này. Và họ đang đẩy cái tên bên phía team Hyperfire vào một cái thế chuẩn bị là hết tiền rồi. Nhưng với một lối chơi như là Hyperfire anh vẫn sợ. Bởi vì kể cả là họ không có cho mình những khẩu súng to thì họ lên những khẩu Deagle đúng không? Vẫn ghê. Vẫn khỏe, vẫn khỏe. Vẫn cảm giác đội tuyển này sẽ có cho mình 1% nào đó cơ hội chiến thắng đúng không? Nhưng bây giờ vét hết lượng tiền ở trong túi, cả một tình huống đặt được C4 xuống thì vẫn có đó là AK và ốp trên tay. First pick vẫn chưa được ai cả đến từ AZ. Nhưng điều quan trọng hơn là lối chơi của đội hình Hyperfire bắn rất đều nhau. Và tôi đồ rằng đây có thể là một set bài khu bom xe A đến từ đội hình Hyperfire. Không có bất cứ thủ nào ra mít đồ cả. Với góc đứng của anh chàng Pikali sẽ làm góc đấu lucker mà thôi. Quyết định đó là Lena rồi. 4 player của đội hình bên phía Hyperfire đang ở khu vực đó là ARAM cũng là khu vực lầu. Thì Su sẽ là người cầm khẩu mắc 10 đi tăng. Tuy nhiên anh Huy đã có cho mình cái mạng của Pikali rồi. Và đây cũng đã phát hiện ra hai người kèm CT như thế này thì không có cơ hội nào dành cho Su FTP cả. PMF cũng nằm xuống. Richard cũng kịp đổi một mà thôi. Richard có đổi. Và bây giờ đó là một tình huống 2v3. Một chút lợi thế nghiêng về đội hình bên phía Beautiful Country. Tuy nhiên bọn họ cũng phải để ý đó là vị trí anh chàng mới tập chơi. Chỉ còn lại cho mình đó là 6 HP. Mới tập chơi đã trốn luôn tại khu vực thùng ticket box. Còn trong khi đó thì bộ đội hình bên phía team Hyperfire vị trí di chuyển gần vào hơn sẽ là Azzi khẩu ốp của mình. Ốp kéo rất khó chịu nhưng bắn lại là trượt đến từ cái tên Azzi. Azzi sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Hai viên đạn ốp đều là trượt rồi. Và Richard sẽ là thủ cuối cùng đến từ đội hình bên phía team Hyperfire. Nhấp nhá với góc đứng yếu máu tại cung City sẽ là góc đứng rất đẹp. Lửa nhồi ra và bây giờ Richard sẽ chết. Chiến thắng thứ 8 đến từ Beautiful Country. Và có thêm cả ốp nhặt về đến từ anh Phi. Anh Phi sẽ đưa lại khẩu hốp này cho vị trí Xin Thỏ hay không đây?
Anh nghĩ rằng với một tuyển thủ đang có trong phong độ chưa được quá bay bổng thì bán ốp sẽ là hợp lý nhất. Và Xin Thỏ cũng sẽ là một tuyển thủ bán ốp chính đội hình bên phía Team Blue Country mà không thể nào mà chuẩn xác hơn khi mà trao lại cầu ốp dành cho tuyển thủ này. Nhưng điều quan trọng hơn là đó chính là kỳ round mà Hypefy để thua. Ta đang chuẩn bị chờ đợi đến round thắng tiếp theo đến từ Blue Country hay sẽ lại tiếp tục tình huống phi bê thành công đây. Đang có rất đông người tại cục bóng CB rồi. C4 cũng đang ở đây nhưng với tình huống này thì hãy cùng xem nào. Quả smoke vẫn luôn luôn là có phần runway dành cho City side khi mà đứng lên cho mình cái bục tại gỗ của jungle. Và vừa nói xong tôi xin thỏ quả bục của IZ. Còn với khu bóng side B thì đó tiếp tục cũng là headshot luôn dành cho vị trí của MM. Pikali, Axie đều phải nằm xuống. Đợi thế về người rất lớn dành bên phía team Build to Country. Nhưng tôi vẫn nói rồi, những khẩu Deagle vẫn luôn là cái thứ sức mạnh gì đó đúng không? Giạt ra vẫn là mồm. Cực kỳ là khó chịu đến từ hai profile. Nhưng lần này đã không còn cơ hội nào nữa rồi, chỉ có đó là su mà thôi. Team đã có thêm hai mạng gục sấy hơi chớm nhưng không sao cả. Vẫn có cơ hội làm lại đến từ mới tập chơi. 9-11. Và khoảng cách rút ngắn còn đó là 2 round thiếu nữa. 11 đều đã là rất gần đến từ đội hình Build to Country. 9-11 rồi và chỉ cần thắng cho mình round thi đấu này thì sẽ đẩy đội hình bên phía team Hyperfire vào thế yếu tiền đến từ đội hình bên phía Build to Country. Cơ hội san bằng cách biệt đang gần hơn bao giờ hết đến từ đội hình bên phía team Beautiful Country. Và để xem nào, round thi đấu này sẽ là một round thi đấu 5 maka đến từ đội hình bên phía Hyperfire. Còn đối với đội hình của bên phía Beautiful Country, chúng ta đã thấy sự comeback trở lại đến từ anh chàng Xin Thỏ. Chăm chơi game hơn, một tín hiệu vui mừng dành cho đội hình bên phía team Beautiful Country. Bây giờ thì họ chơi một lối chơi song phẳng với các thể Hyperfire rồi. Mít đồ từ nãy giờ rất nhiều smoke trả ra và với kết quả smoke này thì gần như đội hình bên phía team Hyperfire không thể nào cài người tại khu vực đó chính là connector cùng với đó jungle. Pikli chỉ đơn giản là kê lại ống thông gió tại ladder mà thôi. Đã có tận hai tuyển thủ di chuyển vào sẽ làm tiếng bút nhau lên và người được bút không ai khác đó chính là vị trí của Axie. Còn phía bên kia thì chơi bó cẩn rất là nhiều, không có sự tò mò nào cả đến đội hình bên phía team Beautiful Country. Nhưng hình như Hyperfire vừa lộ người thì phải. Không phải, đó là đơn giản anh Huy giật về mà thôi. Đối phương bắt đầu chuyển vào và Vitaly bây giờ đã ở trong khu vực V-Connector. Ôi tôi xong rồi. Anh Huy đã phải nằm xuống và lợi thế về người đang nghiêng về cho bên phía team Hyperfire. Jungle còn người Axie có trong đôi mạng một chút bút lên và đang đem về quá nhiều lợi thế đến từ bên phía team Hyperfire. Nhưng City Xin Thỏ đã lên tiếng. Và bây giờ thì đội hình Hyperfire họ còn đó là ba người. Một người đang trốn tại cung Firebox đó là Su. Richard thì sẽ ở một góc đứng ngay gần đó mà thôi. Đó là ngay khu lầu A. Còn với vị trí của anh em PMS bắn chéo người đồng đội của mình, một góc kê đang là rất đẹp đến từ bên phía team Hyperfire. Với quả lửa này sẽ lùa về cái Su ra. Trong khi đó thì Richard và Su bắn cover cho nhau tại khu vực đó chính là lầu, bắn thẳng về khu vực stair. Không một cơ hội nào ở stair đổi mạng được cả. Bây giờ thì lại là Xin Thỏ xếp đi khẩu bốp của mình. Sự là quá khó trong pha đấu vừa rồi, tất cả chỉ đơn giản là tham minh mà thôi. Anh nghĩ rằng trong khoảnh khắc đó thì anh Huy cùng với đó Pikli có vẻ như đã nhận được nhau ở khu vực collector, nhưng hóa ra không phải. Pikli mới là người có trong khoảng tham minh tốt hơn chứ không phải là Huy AK. Hơi đáng tiếc, đó chỉ là một chút lệch nhau về tham minh thôi. Chỉ cần như vậy thôi đã quyết định cả một round thi đấu. Một round thi đấu quá nhanh chóng. 12-9 rồi, 3 match point cho đội hình bên phía Hyperfire. Trong match point đầu tiên này, hay chính xác là đội hình bên phía team Beautiful Country. Như những gì anh Fujin đã chia sẻ rồi, vẫn là một sự đầu tư về mặt hỏa lực đến từ đội hình Beautiful Country. Chứ bọn họ không muốn tiêu tốn quá nhiều lượng tiền của mình vào bom mìn. Vẫn sẽ là những khẩu súng to thôi. Thì với đội hình bên phía Beautiful Country, chỉ cần như thế này cảm giác là đủ thì nó bắn như thế thôi, cũng chả cần gì phải lo cả. Nhưng pha thiếu trước đó cũng thật là cái tham minh của anh Huy đen thật. Anh Huy đứng một B-Hunter băng tới rất là lâu, sau đó thì đối phương trả đi chuyển ra. Còn pha này thì chịu rồi, tự tin băng qua luôn quả smoke nó trả ra đến từ đối phương thì không có gì là sát cả. Sau đó thì MM đang phải sinh tồn tại bóng CB nơi một tiếng đang là solo đến từ Beauty Country. Cùng xem nào MM, đây rồi, một bom, một double kill anh MM. MM có mình triple kill rất nhanh chóng mà thôi, solo bên có tận 3 mạ gục và chiến thắng là đây chứ đâu. Xin Thỏ hạ gục nốt với kiểu Su. Và đó là 10-12 đến từ Build to Country. Hyperfire vẫn còn đó cho mình, đó là hai cái match point nữa. Nhưng điều quan trọng hơn, lượng tiền của họ thì đã không còn quá nhiều tại round thiếu này. Và quyết định của họ đang là muốn fork buy.
thì liệu rằng chúng ta có thể mơ đến một cái trận thi đấu có overtime không nhỉ? Rất có thể. Nếu mà ra thi đấu này đội hình bên phía Hyperfire không thể kết thúc trận đấu thì đội hình bên phía Beautiful Country còn họ sẽ có rất nhiều cơ hội có thể đạt cho mình được con số 12, cân bằng được với Hyperfire. Đúng vậy. Nào, pha này thì rất bó cẩn nha, mặc dù đã có lửa rồi anh Huy vẫn cẩn thận check lại khu vực cánh phải một lần nữa. Còn bây giờ thì Huy đổi được có một mà thôi. Vị trí này sai Tam Minh xin tỏ nằm xuống nhưng may còn đó là anh Phi ở trong cục bóng sai à. Đội hình bên phía Timmy Gucci vẫn đưa về một thế cân bằng, sau đó tiếp tục là vị trí của anh chàng mới tập chơi đổi mạng. Và bây giờ ôi, chỉ là một tình huống bắn cho nhanh thôi. Lightning fast như KNDS nhưng lại không hề có bất cứ một cơ hội hiệu quả nào cả. Và bây giờ PMS đi go vâng phải đến tận nơi dí súng tận người thì mới là mạng gục, thì lúc đó cũng đã là lúc bách về đến từ MM cùng với Alap. 11-12 dành bên phía Team Country. Fog Bay không thành công, không hạ được quả C4 xuống. Và đội hình bên phía team Hyperfire đang chơi một round thi đấu mà lượng bom mìn của họ cực kỳ là ít ỏi. Hai quả sấm, ba quả sấm, chúng ta vẫn lên được sấm bốc, bốn quả sấm bốc nhưng mà không có lửa. Ừ, nhưng mà Su là người phải hy sinh. Su bắn cho mình khẩu mắc 10 để có thể phun bộ bom để support cho người đồng đội của mình đến từ Hyperfire. Chứ còn các thủy thủ còn lại thì sau khi tình huống ném đồ, biết đồ cái là họ gần như chỉ đưa về từ mặt nhau mà thôi. Họ muốn ném những quả bom tiếp theo thì cũng chả có đến từ bên phía team Hyperfire nữa. 12-11 rồi, cứu được 2 match point thành công đến từ đội hình của Beautiful Country. Bây giờ bọn họ đang đứng trước ngưỡng cửa đưa map thi đấu này vào loạt trận thi đấu overtime. Để xem nào, vị trí của đội hình bên phía team Beautiful Country, vị trí của Alap cũng như Xin Thỏ đã bắt đầu chơi game trở lại thì sẽ là trở nên dễ dàng hơn dành cho đội hình của Beautiful Country. Còn đối với đội hình của Hyperfire, đây sẽ là một round thi đấu bọn họ phải vượt khó. Tuy nhiên thì anh Huy AK đã lên tiếng với hạ gục của Richard ở khu vực mid đồ rồi. 5v4 có lợi hơn dành cho đội hình của bên phía Beautiful Country. Từ nãy giờ anh Huy bắn ở khu connector là xẻo rất là nhiều đúng không? Nhưng vừa nói đến xong thôi thì em đã bị a gục của Pikali rồi. Đó là một headshot tốt. Pikali bây giờ cũng đã bị đình, lượng máu còn rất ít ỏi, muốn pick người không thể thành công được. Alap bách về kịp thời, CT nhảy chết, đối phương spam đến chết luôn, bây giờ đã chết rồi. Lợi thế với người đã không còn nữa đến đội hình bên phía team Beautiful Country. Và bây giờ thì họ bắt đầu bách về hai CT, liệu rằng có là kịp hay không đây? Flash bút vào là quá mù. Alap vẫn chưa thể nào check lại cho mình CT này. Trong khi đó thì Axi đang đứng rất gần đó. Tiếng một trận đã lộ ra, đẩy ra thì không thể làm gì được đó. Tận hai người, có cả anh Huy, cả anh Phi ở trong pha đấu tiếp theo. Đội hình bên phía team Hyperfire đang co người lại tại khu vực đó chính là Ram. Nhưng bây giờ đã bị check ra, phải bóc đã quá yếu máu và chỉ làm khẩu mác 10 mà thôi. Không thể làm gì đến từ Su, anh Huy đã có cho mình tận 2 mạng. Và đây sẽ là một headshot đến từ anh Phi. Vâng, overtime là gì ta tìm kiếm ở trong lượt thi đấu second half này và nó đã có rồi. Một tỷ số 12 đều, rất căng thẳng. Và Xin Thỏ đã comeback sau tình huống đó là 1-7, 1-8, 1-9, 11-16. Và chúng ta thấy rằng ở trong game thiếu này chắc chắn phải nhắc đến vị trí của em cùng với đó là anh Huy AK. Chính xác. Những tình huống cover, bắn thủ bóng sai B và thủ connector rất hiệu quả đến từ bên phía team Beautiful Country. Nỗ lực không biết mệt mỏi đến từ đội hình của bên phía anh Huy AK và những người đồng đội của mình. Cuối cùng thì map thi đấu này cũng có loạt trận thi đấu overtime. 12-12 và bây giờ cả hai đội sẽ phải làm lại trong lượt OT1 này. Đây, Pikali đang có một tình huống di chuyển tương đối là nhanh lên khu vực lầu B. Quả nết trả lại là đau, vẫn cho mình nửa cây máu. Tuy nhiên Axi cũng như là Richard ở đâu đó lại bắt cho mình hai cái mạng của anh Huy cũng như là Xin Thỏ rồi. Tiếp tục là nằm xuống dưới họng súng của Su đến từ vị trí anh chàng mới tập chơi và giờ là 5v2. Trời thật, không muốn đùa nữa chàng. Đang vui mà các bạn, nhưng mà đội hình bên phía team Hyperfire nói vội. Đó là những gì Hyperfire đang làm ở trong round thi đấu này, họ bắn rất vội. 1 phút 20 giây thôi, mọi thứ gần như đã chấm hết đến từ bên phía team Beautiful Country. Chúng ta thấy rằng ở tình huống mới chỉ cameraman đang ở bom xa B thôi thì những người khác ở collector, ở răng hồ, ở bom xa đã chết hết từ bao giờ rồi. Mà đến cuối thì đúng như vậy, cameraman cũng gọi là phán đoán chuẩn đấy, đó là tuyển thủ cuối cùng lại đang ở B đến từ Beautiful Country. Những tình huống vả mồm rất nhanh chóng kể từ khi đội hình Hyperfire họ chạm cho mình những khẩu AK và bom mìn đầy đủ trên tay. Lại là những cái cỗ xe tăng phi thẳng vào người đội hình bên phía team Beautiful Country. Mà lợi thế về cái round thi đấu đang là khoảng cách một round thi đấu mà thôi. 13-12.
Tham Minh rất đen đấy, xin thỏ. Xin thỏ vừa bỏ kê thì đối phương lại bò sang cánh phải. Và bây giờ thì đối phương có một tình huống nhá ra, tìm kiếm cho mình thêm lượng tin, bắt đầu mới lùi về cơ. Rất tự tin với cái tên Richard. Luôn luôn biết cách để lấy thông tin dành đội hình bên phía team High Profile. Đang giải người ra ở khu vực pit đồ, là khu vực bom sai A đến từ đội hình của bên phía High Profile rồi. Và chắc chắn quả C4 sẽ được hướng về A mà thôi. Su đang bò được tại một connector vào đây, Su chết chay. Huy AK là người có mạng hạ gục, tuy nhiên cũng nằm xuống ngay sau đấy trước họng súng của HG. Vẫn những tình huống đổi chắc hòa giữa cả hai đội tuyển. Và đây xem nào, khu vực Under Palace vẫn có sự trấn thủ của anh chàng mới tập chơi, và liệu rằng Rick Chuck có phát hiện ra hay không đây. Nào, trước đó thì đã có một tình huống ném lửa để check khu Under Palace rồi, có thêm cả tất đạn spam rồi. Thế Rick Chuck bây giờ đã không còn đồ nữa, Rick Chuck vẫn đang đoán rằng có thể cũng trận lầu còn thêm một người nữa. Sở mốc được trả ra nhưng mới tập chơi vẫn đang rất bình tĩnh trong đẩy rap của mình. Và bây giờ Tham Minh là sai đến từ BMS, không có bất cứ cơ hội sửa sai nào cả. C4 đã rơi lại đội hình bên phía team Build Chương Trình và có thêm cho mình đó là một quả smoke nữa. Nhưng với quả đét này thì Richard sẽ tăng qua luôn thôi, nhưng họ vẫn đã nhặt được quả C4 thành công. Và bây giờ thì người đi trốn sẽ phải là cái tên mới tập chơi cơ. Trong cuộc bóng xe vẫn đang là cờ lìa cũng kể lại đến từ Picali, nhưng sau đó thôi Alaps bằng một smoke chết đến một người. Nhưng đó vẫn chỉ là câu chuyện một đối một. Liệu rằng MM mà mới tập chơi có thể làm được hay không đây? Rake tay trái và anh Darklock tay phải. Tham Minh đây rồi, xe tôi headshot ngay lập tức đến MM. Và người cuối cùng bị check lại sẽ là Picali mà thôi. Picali ngồi góc này, ôi sai Tham Minh, Picali đã phải nằm xuống. Và tỷ số sẽ là 13 đều dành cho cả đội tuyển. Rất căng thẳng trong round thi đấu này, liên tiếp là những tình huống đổi trác hòa giữa cả đội tuyển. Tuy nhiên khi mà đưa về tình thế đó là 2v2 với khoảng Tham Minh chuẩn xác hơn đến từ vị trí của em cũng như là vị trí của anh chàng đó là mới tập chơi, thì bọn họ đã có cho mình ra thi đấu chiến thắng thứ 13 rồi. Chính xác, chúng ta thấy rằng ở trọng tính vừa rồi Tham Minh là một cái gì đó rất quỷ để tự hình bên phía team Beautiful Country dành cho bên phía team Hyperfire. Không em, Hyperfire đã khá tệ trong khoảng Tham Minh đó, kể từ tình huống rơi lại quả C4 tại Ram này, và kể cả một pha đặt C4 về của City mà không có ai kê lại City dành cho người đồng đội của mình. Nó rất khó bên phía team Hyperfire. Nhưng với cái lượng tiền tại lượt overtime thì đội hình bên Hyperfire cũng không bao giờ phải lo về cái lượng súng ống của họ cả. Lúc nào cũng sẽ là full sát thương mà thôi. Lần này xin thỏ còn sai Tham Minh nữa không đây? Akzi vẫn giạt qua một cách khá là an toàn, nhưng sau đó sẽ có đồ trả vào mà thôi. Pha này thì Huy đổi được một, nhưng mà chắc vẫn đang spam rất nhiệt tình. Và pha thi đấu tiếp theo đó thì Rick Pickley nhảy từ khu vực đó chính là stair ra ngoài, sau đó có cho mình thêm cả của jungle nữa. Và với góc đứng này thì đây là một cái setup rất đẹp tại jungle. Picali có mình double kill, triple kill Picali. Tanh cục xúc và đem về chiến thắng đến đội hình bên phía team Hyperfire. Và phải nói đến key player tại round thiếu này đó chính là Picali. 27 frag dành cho tuyển thủ này rồi. Một trong người có lẽ sớm thôi cũng sẽ có thể chạm cho mình con số 30 tại map thi đấu Mirage, nếu cả hai đội tuyển vẫn đang có trong một cái thế rằng co tại lượt thi overtime. Quá ghê. Vào thi đấu thứ tư, đổi từ sai chít, nhảy rồi sang Ste có cho mình tận 3 mạng. Đóng cửa luôn cả connector, cả jungle. Và nó em của Picali là toàn mặt luôn nhá. Tay to. Picali cũng sức khéo léo, đối phương cũng đã có một pha bóp flash vào tại jungle nhưng Picali đã kịp né đi rồi. Và quay ngược trở lại kê thì bắn vẫn là vào mặt. Và lần này thì với hướng di chuyển khéo léo đến cái tên Richard thì cũng sẽ là một nước kê trước mid đồ thôi. Họ đã biết rằng đối phương không thể ra mid được. Thì tất cả thì còn lại sẽ bắn thủ chắc trong bom dài. Middle nó thuộc về City side, một lợi thế rất là lớn đến từ đội hình bên phía team Hyperfire. Đó thi đấu này thì không chiếm được mid đến từ đội hình bên phía Beautiful Country, vẫn là những tình huống kê lại đến từ xin thỏ mà thôi. Để xem quả C4 sẽ hướng lên khu vực bom dài nào đây. Vẫn đang có người hầu ở khu vực đó là Aram đến từ vị trí của MM. Thêm một người nữa cài cắm vào khu vực lầu A như thế này thì chắc chắn đây sẽ là một tình huống mid to A đến từ đội hình của bên phía team đó là Beautiful Country rồi, ra mid ở một khoảng Tham Minh sau đến từ đội hình của bên phía Beautiful Country. Tuy nhiên khu vực B-shot vẫn đang có khẩu ốp trong tay của Richard nha, nên cẩn thận hơn đến từ vị trí của Hiaka. Nào, góc kê ốp này Richard phản xạ quá ghê gớm, bắn thẳng vào mồm luôn. Và sau đó thì VMS cũng đã đổi được mạ gục trong bóng ra. Ui, VMS đang inspect vẫn kịp thời bắn chết thêm cả với chú MM. Quái đang xảy ra vậy? Hyperfire họ đang gần như quá may sau cái round thi đấu vừa rồi bên phía T-side. Bây giờ City side của họ bắn cũng chả khác gì bên phía T-side cả, rất là chắc tay.
bắn những cái pha thi đấu mà cảm giác mọi thứ nó diễn ra là quá nhanh. Bộ đôi còn lại, Huy Hạc và Xin Thỏ đang cố gắng di chuyển lên cú bóng sai A. Một người ở Ram đã pick được người rồi, nhưng sau đó thì khẩu ốc không kịp lên đạn dành cho Xin Thỏ. Rất đen. Và anh Huy phải xử lý một tiếng 1v3 lần thứ tư rồi và cũng không thể làm được luôn ở trong pha thi đấu này. Matchpoint một lần nữa gọi tên đội hình bên phía team Hyperfire. Lần này Hyperfire đã có cho mình hai cái matchpoint. Thêm một lần nữa thì không biết rằng họ có thể kết thúc đi map thi đấu Mirage này nữa hay không đây, hay chúng ta sẽ có một sự comeback một lần nữa dành bên phía team Beautiful Country. Round thi đấu vừa rồi là một round thi đấu bắn ốp rất thần sầu đến từ vị trí của Richard. Tình huống flick vào đầu đối phương quá dã man đến từ vị trí của các player bên phía của Hyperfire. Tay của bọn họ đang là quá to. Và đây lại một góc kê ốp đẹp nữa, một quả smoke one way. Liệu rằng Richard đã phát hiện ra ai của đội hình bên phía team Country đã tràn ra khu vực mid đồ hay chưa đây. Một quả flat bóp ra và đây nó là chết chay dành cho vị trí của Su. Quá đông người của đối phương ở khu vực mid đồ thì không có cơ hội nào dành cho Su cả. Lợi thế về người đã có cho đội hình của bên phía T xài rồi. Round thi đấu cho thấy rằng hiếm hoi mà bên phía team Build Country có chung lợi thế từ sớm. Và anh Huy đang móc về được cả khu vực City Bay nữa cơ. Nào, tham minh của anh Huy. Ôi, được quá đen. Quá đen với khoảng tham minh đó. Hai đường phải kê một lúc, cả chợ và cả khu vực City Ram đều lộ tiếng. Và anh Huy đã phải suy đoán xem kẻ địch vào đâu. Chọn sai ô cái thì anh Huy nằm xuống luôn. Nó chỉ đơn giản là một tình huống lựa chọn thôi, nhưng thật sự là 50-50. Và bây giờ thì đó là góc kê chỏm đầu với một tuyển thủ đã yếu máu đến từ bên phía team Hyperfire, đó chính là tên Pikali. Một kê rất khó chịu thôi, nhưng chịu lầu vẫn còn đó, chứ có ăn gì nữa. Lợi thế quá rõ ràng đến từ bên Hyperfire rồi. Bộ đôi còn lại một lần nữa ta thấy bị Xin Thỏ. Nhưng đấy sẽ là anh Phi chứ không còn là anh Huy AK nữa đâu. Nào hãy cùng xem liệu rằng có thể bò vào trong bom xe A hay không đây. Nếu kê được về collector thì đây sẽ có đặt ngoài được. Đang cố gắng muốn tìm kiếm cho mình thêm mạ gục, nhưng góc kê này là góc kê được bắn cho anh Phi ơi. Anh Phi không trách góc kê lại cũng thùng rác. Rơi bom. Bao giờ C4 rơi tại City, gần như mọi thứ sẽ là chấm hết. Thành đội hình bên phía team Beautiful Country. Xin Thỏ quá khó thở rồi, 10 HP còn lại rồi, tham minh sẽ là không đủ để Xin Thỏ. Chiến thắng 16-13 dành bên phía team Hyperfire. Và đây sẽ đội tuyển đi tiếp vào nhánh thi đấu, đó chính là bán kết. Trận thi đấu căng thẳng hơn rất nhiều đã đem đến chúng ta diễn biến vô cùng hấp dẫn tại map thiếu Mirage giữa đội hình bên phía team Hyperfire cùng với đó Beautiful Country. Mọi thứ phải kết thúc ở trong loạt thi đấu overtime như những gì CSGO đã diễn ra cơ, chứ không phải tại game set 2. Chúng ta biết được rằng đội hình bên phía team Hyperfire đã là người đi tiếp tại vòng thiếu bán kết này. Và cũng xin cảm ơn bộ năm, đó chính là Xin Thỏ, anh Huy, anh Phi, anh Dark Lord và Drake đã có màn thể hiện nói rằng cũng rất là mãn nhãn tại map thi đấu Mirage vừa rồi. Nhưng rõ ràng với cái tuổi trẻ đấy, đội hình bên Hyperfire vẫn làm cái gì đó nhìn hơn rất là nhiều so với đội hình bên phía team Beautiful Country. Những ông anh đã có cho mình cái số tuổi đời lên con số hơn 30 rồi. Có những người có vợ và thứ chắc trong lineup đó thì lineup Drake sẽ là vị trí trẻ tuổi nhất, thật sự như vậy. Xin chúc mừng đội hình bên phía team Hyperfire đã là đội tuyển có cho mình cơ hội được đi tiếp. Và chúng ta bắt đầu điểm qua cho mình những cặp trận thi đấu đã diễn ra từ buổi sáng ngày hôm nay. Và đều lên chiến thắng 2-0 mà thôi. Cũng y như cách diễn ra với ngày đầu tiên của giải đấu Blackwood Final vậy. Một ngày diễn ra cũng chỉ là hai map thi đấu trong mỗi cặp trận BO3. Chỉ là 2-0. Và chúng ta thấy rằng với lượt trận thi đấu tiếp theo được stream trong buổi sáng nay sẽ là lượt trận thi đấu giữa đội hình bên phía team Kung Fu Panda cùng với đó là EZ Esports. Một lượt trận thi đấu bán kết để tìm ra cái tên đầu tiên đến với cả vòng thi đấu chung kết của khu miền Bắc. Và trận thứ tiếp theo sẽ là Hyperfire đối đầu với cả đội hình bên phía team Cao Huyết Áp. Vậy là hai cặp trận thi đấu bán kết sẽ đã được gọi tên. Kung Fu Panda đối đầu với EZ Esports, còn đối với Hyperfire bọn họ sẽ chạm trán với đội hình đó là Cao Huyết Áp để chọn ra cho mình trong buổi sáng hôm nay hai tấm vé để vào trận chung kết miền. Đúng vậy. Chỉ cần sau ngày hôm nay chúng ta biết được rằng đội tuyển nào sẽ là đội tuyển đối đầu.